thủ lãnh dân quân ly khai vùng Donetsk công nhận được quân đội Nga giúp đỡ, tin từ Donetsk. Người lãnh đạo dân quân ly khai tại vùng Donetsk là ông Alexander Zakharchenko đã nói trong ngày hôm nay rằng Kiev và các nước Tây phương đã dựa trên lên sự thất bại của quân đội Ukraine trong các tháng qua để kết luận Nga đang xâm lăng quân sự. Ông ta không giấu giếm là đang có 4.000 người Nga cùng chiến đấu với dân quân. Nếu không có sự giúp đỡ này thì dân quân khó chống lại được quân đội Ukraine. Ông Zakharchenko đã trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Nga. Sau lưng ông ta là lá quốc kỳ Nga và quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông Zakharchenko nói thêm rằng số người Nga chiến đấu với dân quân là những người quân nhân về hưu, thấy có bổn phận phải giúp cho dân quân. Ông ta cũng rõ rệt cho biết là cũng có những quân nhân Nga còn tại ngũ đã qua Donetsk chiến đấu trong thời gian nghỉ phép. Cựu và quân nhân hiện dịch Nga đã giúp cho dân quân vì thấy rõ dân chúng miền Đông đang đứng lên đòi tự do dân chủ.